Tập 11 chấp 47. Đáng chết, là ai truyền tống lão chỉ tới đây? Bản yêu quân đang động phòng đó. Ai thiếu đức như vậy? Mau lăn ra cho ta. Đây là yêu thú mà hệ thống phản hồi, xem ra quả nhiên bất phàm. Ngươi nhìn gì? Nhìn ngươi đấy thì làm sao? Là tiểu tử ngươi đưa ta tới đây, coi như là vậy đi. Phá bản yêu quân động phòng, đây là chuyện mà con người làm sao? Ta giết chết ngươi. Chuyện gì vậy? Đây là yêu quân sao? Yêu thú tu luyện không dễ dàng á. Yêu vương đã hiếm sao nơi này lại xuất hiện một yêu quân. Đại lang, ngươi chỉ cần nghe lời, về sau có đủ bánh bao để ăn. Chắc yêu thú thích ăn bánh bao nhỉ? Bánh bao, ngươi đùa ta đúng không? Tâm tình của bản yêu quân bây giờ rất không vui. Ta nghiền nát ngươi. Chỉ là nhân loại nhỏ bé, tu vi thấp mà có thể dễ dàng đánh ngã ta. Hệ thống nhắc nhở, bạn hiện là chủ nhân của Thiên Lang yêu quân. Tất cả các hành vi tấn công của chủ nhân của Thiên Lang yêu quân đều không có tác dụng. Không thể làm trái tất cả các mệnh lệnh của chủ nhân. Bị triệu hồi ngay lập tức cho dù nó đang ở đâu. Hệ thống sắp xếp chu đáo thật đấy. Một nhân loại phế vật, ta không tin là không thể giết được ngươi. Bản chuyên môn chấp ngươi hai tay. Vô lý, quá vô lý rồi. Ta đường đường là yêu quân vậy mà không đấu lại được tu sĩ chân nhân cảnh à? Vô lý, cái tên Bạch Ngọc này quá vô lý, đến yêu quân mà không dùng đến tay. Đứng dậy tiếp tục đi. Không đánh nữa. Nhân loại, ngươi đừng có đắc ý, ta sẽ trả lại gấp đôi sự sỉ nhục quân hôm nay sau. Trong bản yêu quân có việc, đi trước đây. Đứng lại. Ta cho ngươi đi sao? Ngươi là cái thá gì mà dám ra lệnh cho ta? Chuyện gì vậy? Sao ta không thể điều khiển được cơ thể ta? Rốt cuộc ngươi đã làm gì với ta? Đại lang, bây giờ ta đã là chủ nhân của ngươi, ngươi phải nghe lời. Cái rắm mà, yêu tộc ta vĩnh viễn không làm đâu. Một nhân loại như ngươi cũng xứng làm chủ nhân của bản yêu quân sao? Tức chết ta rồi. Cậu tử, đang cảnh cáo có kẻ địch tới. Tất cả những người của Bạch Ngọc Môn, đi ra chịu chết đi. Là Giả Long Vương. Bà chữ môn, Giả Long Vương đích thân tới không ổn rồi. Mau chóng khởi động đại trận phòng ngự. Không vội. Không thể không vội. Giả Long Vương này khác với yêu vương tử xưng lịch trong hành trong hoang sơn giả lĩnh. Giả Long Vương là yêu thánh cảnh chân chính, thành danh trăm năm cực kỳ khủng bố, thực lực hơn cả đỉnh tiêm vương hầu cảnh của nhân loại, lục hình cũng không thở địch lại. Giả Long Vương có lệnh, giờ con chó cỡ đất ra, những người còn lại quỳ xuống hết, chịu chết đi. Sư phụ, lần này là hiểm họa lớn nhất của Bạch Ngọc Môn, từ trước tới giờ mọi thứ đều là do Lý gia con. Lúc trước, lúc nữa con sẽ khởi động trận pháp truyền tống, hay là sư phụ lui trước? Vậy sư còn không hổn thì con hổn cái gì? Công việc như này mà không hổn sao? Tớ Bạch Ngọc Môn tới cướp chó giết người là hoàn toàn không đặt bản chuẩn môn vào mắt, phải giết hắn. Đại lang bàn bạc một chuyện. Người giúp ta giết cái con giao long kia, ta cho ngươi trở về thế nào? Giờ vợ cái gì mà ta phải giúp ngươi? Chuyện phiền phức của ngươi liên quan gì đến ta? Đến cũng đã đến rồi, ngươi chắc chắn là đỡ ta đi không điều kiện. Chắc chắn. Ngươi quả thật là có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng ta cũng thể triệu hồi bất cứ lúc nào. Chốt kiệu. Có nắm chắc không? Đại lang, tên giao long vương đó đã thành danh từ lâu, rất lợi hại. Một con trạch mà thôi không lọt được vào mắt thần của bản yêu quân. Đối phó với con hàng này chỉ cần một cái tát là được. Nhưng nhân loại này thật dũng cảm, vậy mà lại không có ai quỳ xuống. Đại vương, những cái tên này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho bọn chúng mới cảm nhận uy thế của ngài một chút, dội cho chúng tì dậm ra quần.
Bản vương đánh đến bà, người còn đứng bản vương sẽ vặt đầu của hắn xuống. Một, người cúi xuống đây cho ta. To gan, dám ngắt lời bản vương đấm số. Không nghe lời đúng không? Vậy thì đánh cho người xuống. Lôi vong cuồng bão. Cái gì? Đại vương, yêu quân cảnh ở đây sao lại có một yêu quân? Thì ra chứng môn quả thật không cần lo lắng. Thì ra sư phụ quả thật là không còn hỗn sợ. Không phải ngươi thích đếm số sao? Tiếp tục đếm. Thật ra ta không thích đếm số. Ta đếm hội gửi. Hai, cháy. Ba, cho ngươi một cái tát. Trời ơi, sao loại thế này? Đại vương bị đánh nát rồi. Mau chạy đi, nếu không chút nữa sẽ biến thành hải sản tươi đấy. Đại lang, thế này cũng mạnh quá đi. Nếu như bảo vệ nhà cho ta thì rất có thực, có cảm giác an toàn đấy. Năm đó bạch trưởng môn đút tay hai túi không có đối thủ. Năm đó trưởng môn chỉ ra tay một chút cũng đã đạt đến đỉnh cao của chúng sinh. Đại lang, hãy là suy nghĩ chuyện ở lại đi. Để ngộ có thể thương lượng. Không suy nghĩ sau này không gặp lại. Chạy cũng nhanh thật đấy. Ta vẫn còn chưa nói xong mà. Ta hỏi ngươi ở đây là nơi nào? Thánh Thiên Vực. Thánh Thiên Vực sao chưa từng nghe qua? Thánh Thiên Vực của nhân hồn giới. Nhân hồn giới ta giải chết mẹ ngươi. Sao lại truyền tống ta đến nơi xa như vậy? Nhân hồn giới đây là truyền tống bằng yêu quân đến một đại lục của hồn vô hiệu lãnh. Nương tử phải chờ trong phòng, không một mình đến bao giờ nữa đây? Đây là long tinh của Giao Long Vương. Cậu tử, ngươi muốn thứ này sao? Bạch Chứng Môn, đây là long tinh của Giao Long Vương, là bảo bối trấn quy. Trong quý gấp mấy vạn lần yêu đan, chỉ có một yêu tộc nhất mạch mới có. Nuốt vậy có thể khiến tượng chất của yêu loại tăng lên cực mạnh. Nếu như vậy bản chủ môn sẽ đưa vật này. Cường giả là người tốt, đồ trong quý như vậy nói cho mình là cho mình, tặng cho bắt đường tiết. Hả? Đầu óc ngươi bị vấn đề gì sao? Chỉ là long tinh này có thể hỗ trợ tu hành là đồ tốt, quá ngu. Đã tặng bắt đường tiết, long tinh giao long kích hoạt phản hồn ngàn vạn lần. Chúc mừng nhận được long tinh cự long hồn kim. Bắt đường tiết đúng là phúc tướng của ta, bội số phản hồn luôn rất cao. Long tinh của cự long hồn kim nghe các vị bá khí vô cùng. Nói như vậy, nếu cậu tử nuốt nó, vừa sau có tìm chất trở thành cự long hồn kim sao? Cường giả không cho mình long tinh, trong lòng ngày ấy mình vẫn không bằng đồ đỡ của ngày ấy. Cậu tử, cái này cho ngươi. Luồng khí tức đặc biệt này, đây là long tinh của cự long hồn kim. Vậy mà cường giả có loại long tinh cấp bậc này. Phải biết là cự long hồn kim chân chính trưởng thành có thể so sánh với sự tồn tại của tổ long và thanh long. Cự long hồn kim còn được gọi là chiến long, trời sinh cao quý. Long tinh của Giao Long Vương ở trước mặt này, long tinh hồn kim không đáng nhắc tới. Trưởng môn ra tay chính là bất phàm. Không ngon nữa. Cậu tử, đón lấy. Trưởng môn, đứa con trai thứ 9 của Long Vương từ lúc sinh ra đã bị Long tộc ghét bỏ. Lần này nuốt được long tinh của cửu long hồn kim, chắc chắn có thể thay thai hốn cốt rửa mối nhục xưa. Đứa con thứ 9 của Long Vương, chó cỏ vậy mà là con trai của Long Vương, chẳng trách cậu tử lại nghi lời như vậy. Sao mọi người đều biết là mà một mình ta lại không biết nhỉ? Cường giả đối với mình thật tốt.
Vợ sau mình sẽ trông coi nhà cửa của cường giả thật tốt. Thánh chủ cần bánh bao, máu. Gần đây ta đã tàn sát một thành trì xa xôi, bánh bao máu vẫn còn trong kho. Thánh chủ còn nói, bảo người khiêm tốn chút. Gần đây người của tà giáo các người đã giết đệ tử Thánh Thiên Tông. Trên dưới Thánh Thiên Tông đã muốn thảo phạt loạn thế tà tông. Thánh chủ có chút áp chớ không nổi. Thật không dễ gì mới tìm được Lô Đỉnh. Gần đây là chạy rồi. Chắc liên quan đến việc giết người của Thánh Thiên Tông, cho dù thế nào ta cũng muốn bắt cô ta lại. Chuyện này dù thế nào ta cũng phải làm. Người đó là ai? Một tiểu môn phái trong thành Hải Nghiên. Thành Hải Nghiên cả Thánh Thiên Tông quá gần. Hơn nữa gần đây đảo gần biển Vô Tận xuất hiện rất nhiều thở tục đầu hữu tu hội. Loạn thế tà tông các người đừng có xuất hiện ở nơi đó. Ta sẽ bẩm báo chuyện này cho Thánh Chủ. Thánh Chủ sẽ làm thay cho người. Phở nhanh chóng đó là một Lô Đỉnh tuyệt vời mà sau khi ta dung nhập từ đó thay thai hỗn cốt không hơi giới hạn mới có thể làm việc tốt hơn cho Thánh Chủ. Nếu không ta chỉ có thể dùng cách của mình để đạt được mục đích thôi. Mọi thứ Thánh Chủ làm đều là vì Thánh Thiên Vực á. Dù sao Thánh Thiên Vực là nơi yếu nhất ở trong cửu vực. Người không thể làm lộn. Cho dù là liền chớ ra bánh bao máu cũng là vì đại cục của Thánh Thiên Vực. Thánh Chủ đứng trên đại nghĩa. Ba ngày sau, tôi mới đạt đến siêu nhân cảnh rồi. Gần với hai đồ đỡ đó của mình đã thêm một bước rồi. Sắp hết 10 lần phản hồi của Bác Đường Tiết rồi. Lúc nào mới thu đồ đỡ thứ ba vậy? Hệ thống, tạm thời chưa tìm được đồ đỡ nào mà thích hợp, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Sư phụ, chuyện gì mà vui như vậy? Ảo quảnh của biển Vô Tận xuất hiện rồi. Đó là cái gì? Chính là hải thị ảo lâu mà nhân gian nói. Đối với tu sĩ của ta thì đây là đại cơ duyên, có lúc mấy trăm năm mới gặp được một lần. Hải thị ảo lâu đó không phải là hư ảo sao? Còn có thể luyện được cơ duyên. Ảo ảnh hư mà không phải ảo ảnh, lên đó sẽ nhận được cơ duyên đã được vô số người kiểm chứng qua rồi. Xem ra hai người đều muốn đi sao? Đi, sao lại không đi? Ảo thị ẩn dấu đại cơ duyên lại có lợi ích thiên đại, không thể bỏ lỡ cấp bậc này. Hơn nữa ảo thị được biết đến là cảnh tượng thần bí nhất trong nhân hồn giới. Năm xưa đến chủ nhân thiên định cũng chính là nhân hồn cũng muốn thăm dò sự tồn tại này. Đáng tiếc nơi đó chỉ có vương hầu cảnh trở xuống mới có thể tiến vào. Kiếp trước lúc ảo thị xuất hiện, mình đã làm Minh Tiết nữ đế, thủ quy quá cao không thể tiến vào. Lần này nhất định không thể bỏ lỡ. Nếu đã như vậy, vậy Bạch Ngọc Môn ta sẽ đi đến ảo thị. Không ngờ lúc còn sống còn có thể có cơ hội đến ảo thị. Lần này nhất định phải nắm chắc nghịch thiên cải mệnh. Đây là ảo thị sao? Bây giờ không thể tiến vào ảo thị, sau khi ảo thị ngưng thực thì mới có thể tiến vào. Ta đã an bài quán trọ rồi, chúng ta ngồi đợi ở đó đi. Lần này ảo thị xuất hiện y là sẽ dẫn dụ đại thế lực của Thánh Thiên Vực tới. Dù sao kỷ nguyên hỗn loạn, linh khốn cạn kiệt, mỗi người đều nhằm vào cơ duyên ở bí cảnh. Lần này đã tạ Lương Sư Huynh đã dẫn muội cùng tiến vào ảo thị. Nếu không, tử lực của muội ở Mộc Hiền Tông ở Cùng Nông chắc hẳn sẽ không có tư cách tham gia chuyện này. Sư muội hiểu tâm ý của bà Sư Huynh ta mà. Có chuyện tốt quá, ta chắc chắn sẽ tới sư muội đầu tiên. Giữa chúng ta không còn khách khí. Lương Sư Huynh, sư muội hiểu. Ngô sư muội, lần này chỉ còn chúng ta nắm chắc cơ hội lấy được cơ duyên trong ảo thị, liền có cơ hội thăng cấp chân truyền. Đến lúc đó địa vị của chúng ta trong Mộc Hiền Tông sẽ tăng vọt. Sư huynh yên tâm, Ngọc Liên Tâm ban đầu đi từ tiểu hành ra chính là không cam bình. Ta phải nắm chắc cơ hội lần này.
Sư muội, nơi này gió to, chúng ta quay về trước đi. Sư muội sao vậy? Gặp người quen. Sư huynh, còn nhớ muội từng nói, trước khi muội chưa vào Mộc Hiền Tông có một trưởng môn của tiểu môn phái có ý với muội, luôn theo đuổi muội không? Chính là hắn. Hóa ra là cái tên ít đòi ăn thịt thiên nga à? Bạch Ngọc, Ngô Ngọc Liên. Bạch Ngọc, ta không ngờ ngươi lại đến đây. Ngươi phải biết rằng Trảnh Đồ Cơ Duyên bậc này đều là đại thế lực của Thánh Thiên Vực, ví dụ như là Mộc Hiền Tông ta, không phải là Bạch Ngọc môn các ngươi có thể tham gia. Cái thở tham gia hay không á, không còn ngươi phí tâm. Bạch Ngọc, tầm nhìn của ngươi quá hẹp, ngươi chưa bao giờ tiếp xúc với các đại nhân vật và các thế lực hàng đầu ở trong thế giới này, kiến thức quá nông cạn, thậm chí là còn không biết sự khủng bố của họ. Rất nhiều chuyện đều không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Ta thấy ngươi khác với khủng bố đó. Ngươi này nói lắm thật, phiền quá đi. Trong mắt ngươi, ta quả thực là một đại nhân vật, nhưng nếu ngươi hy vọng trong thời khắc quan trọng ta giúp ngươi thì không thể nào. Chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa rồi. Chúng ta đi thôi. Đứng lại. Không hiểu tiếng người sao? Sao mũi ta tốt bụng khiến ngươi là đang cứu mạng chó của ngươi, cho dù ngươi đi ảo thị cũng là bia đỡ đạn thôi, hiểu chưa? Ngươi là ai? Nghe rõ đây. Ta là đệ tử nội môn của Mộc Hiền Tông, Lương Văn Đằng. Lần này phụ trách ăn mặc đi lại cho Mộc Hiền Tông ở nơi này. Nơi này chắc không ít người biết ta. Hóa ra là Lương Văn Đằng của Mộc Hiền Tông, luôn phụ trách tạp dịch viện ở Mộc Hiền Tông, là nhân vật thực hiện ở Mộc Hiền Tông. Ta cũng có nghe nói qua người này gia nhập Mộc Hiền Tông, không thể không giao thiệp với người này. Ồ, hóa ra là đại nhân vật thực quyền ở Mộc Hiền Tông, dỗ chết ta rồi, thất kính thất kính. Ngươi biết thì tốt. Ta biết ngươi từng thích Ngô Sư Muội, nhưng bây giờ ngươi và Ngô Sư Muội chính là mây trên trời và buồn dưới đất, cách biệt quá lớn. Thể thái độ của ngươi không tệ, cút đi. Nhỏ rõ, vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt ta nữa. Thái độ của bản chủ môn quả thực luôn tốt. Đánh hắn. Hả? Đánh ta? Sư muội, muội nghe xem, tên này có phải đang nói mơ đúng không? Và chết ngươi này. Ê sư huynh. À, dám đánh ta, có giỏi thì báo danh tính. Dương Giang Phong. Dương Giang Phong chưa từng nghe qua tiểu nhân vật này, cũng xứng đáng đánh ta. Vậy đổi người xứng đáng đánh người. Lục Huynh, đến Lục Huynh rồi. Vợ chết người này. Ta, Lục Nghiên chắc có tư cách đánh người rồi nhỉ? Tổ môn chủ Trường Ca Môn, ngươi được coi là nhân vật số 1, nhưng sao lại đánh ta? Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, cũng tay hành hiệp trượng nghĩa. Chấp 50.